Kính chào tất cả quý ông bà và anh chị em, con là Linh Mục An Bình. Xin được chào đón quý vị đến với chương trình Thánh Ca Lời Con Muốn Nói. Kính thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta đã là Chủ nhật thứ hai một phục sinh, và hôm nay là cũng ngày lễ lòng Chúa thương xót. Và trong phòng thu hình ngày hôm nay thì có sự hiện diện của nhóm Em Mau. Em chào quý anh chị. Chúng con chào cha. Hôm nay thì chắc là lần đầu tiên thì mời quý anh chị giới thiệu tên một chút xíu nha. Mời chị trước. Con kính chào cha và toàn thể quý vị. Con là Helen Huỳnh Ninh. Con là Hoàng Phương Thảo. Và con là Kim Thúy. Và con là Huỳnh Ánh. Con là Đạt Vũ. Và con là Đỗ Thắng. Kính chào cha. Vâng, cảm ơn quý anh chị đã đến trong ngày hôm nay. Thì khi mà chúng ta nói về lòng thương xót Chúa, thì cái hình ảnh nào, cái hình ảnh nào mà nó in đậm trong lòng trí của quý anh chị? Em mời chị Thúy trước. Con xin nói trước, tôi mấy người này dành hết. Nói về lòng thương xót Chúa, chắc chắn là cái hình ảnh bức tượng lớn của lòng thương xót Chúa với chữ là Jesus I trust in you, hay tiếng Việt là Giêsu con tin tưởng vào Ngài, vào Chúa. Thì con nghĩ câu nói đó là đánh động con nhất. Thì Chúa, lòng thương xót Chúa có thể lớn hơn tất cả tội lỗi của chính bản thân con và tất cả mọi người. Đó và lúc nào Chúa cũng yêu thương chúng ta, phải không? Em thấy là cái nhóm của mình á, là Em Mau, là đồng hành với Chúa. Thì không biết là quý anh chị mà đồng hành với Chúa thì quý anh chị có học hỏi được một cái gì không? Mời anh Đạt chút xíu nha. Dạ, đồng hành với Chúa thì luôn nhớ rằng Chúa đồng hành là đi với nhóm mỗi ngày trong cuộc đời, và trong cùng lúc là các anh chị em trong nhóm cũng phải đồng hành với nhau. Con nghĩ như vậy. Và lúc nào mà Chúa mà đã chết cho chúng ta rồi thì Chúa dạy chúng ta là cũng phải yêu thương và tha thứ mọi người, phải không? Vâng, vậy thì bài đầu tiên con xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm 70 lần 7, sáng tác nhạc của Linh Mục Chi Văn Vinh. Anh em
Vâng, kính thưa quý vị, thì như là đầu chương trình chúng con đã thưa với quý vị thì hôm nay thì chúng ta cử hành đại lễ lòng thương xót Chúa. Mà khi mà nói về lòng thương xót Chúa thì chúng ta thấy là tình yêu của Chúa cho chúng ta rất là nhiều, và cái hình ảnh trên thánh giá, máu và nước của Chúa đã chảy ra như là một dòng suối để nuôi dưỡng chúng ta. Và qua cái hình ảnh này thì Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy yêu thương và tha thứ cho nhau. Thì em xin hỏi là quý anh chị ở đây, là khi mà mình nói về sự tha thứ như vậy đó, thì không biết là mình có trong đời mình thì cũng có người mà mắc lỗi mình phải không? Thì em hỏi chị Thảo là như chị Thảo tìm như thế nào để có thể tha thứ những người người mình không thích? Con dễ lắm cha, và nhiều khi bạn bè con cũng hay la con tha thứ hết cha, chỉ có một cái là người ta có vẫn còn muốn chơi với con hay không ấy cha, chứ còn nếu người ta bỏ con thôi, chứ còn con khi nào làm con hòa, dạ vâng, con khi nào cũng vậy hết cha. Chỉ có người ta bỏ mình thôi, chứ còn con cũng chẳng bỏ ai. Con cũng dễ tha thứ lắm cha. Là good disciple đó. Chị giỏi quá. Đối với con thì con nghĩ là mình tìm cái điểm tốt, những cái kỷ niệm tốt của mình với người đó. Đó là cái mình, điều sẽ giúp đúng cho rồi mình... bảo trời ngày xưa mình tốt như vậy, mình bây giờ thì lỡ rồi mình thì bỏ qua phải không chị? Anh Thắng có kỷ niệm gì không Thắng? Vâng, thì như các anh chị đây cũng nói về cái lòng tha thứ, thì con thì nói thật ra thì con người thì tha thứ thì nói thật cũng hơi khó. Nhưng mà đó thì vì mình có, nếu mình nhìn lên Chúa, mình biết được đó là tình yêu thương của Chúa, lúc nào cũng muốn sự tha thứ. Thì đối với con, đôi khi con nhìn lên Chúa thì con mới thấy là mình, nếu mà mình không tha thứ được với người ta nhiều đó, thì mình cũng không có bắt tội người ta, nhưng mà mình cũng không có phải là mình nói người ta xấu người ta nữa, nhưng mà mình sẽ không nói về người ta nữa, đó nữa. Tại vì khi mà mình giận ai đó mà mình để trong lòng nó cũng mất vui phải không? Vâng, thì đây là những cái tâm tình mà Thiên Chúa qua ngày đại lễ lòng thương xót của Chúa, thì Chúa mời gọi chúng ta hãy yêu thương nhau và tha thứ cho nhau. Và để tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Yêu Thương Kẻ Thù, sáng tác nhạc của Linh Mục Chi Văn Vinh. Ngài cầu xin tha thứ tất
Cảm ơn quý anh chị một cái bài hát thật là hay. Thì chúng ta mỗi người sẽ có một cái cảm nhận về ngày lòng Chúa thương xót. Đối với em thì em nghĩ về cái ngày này là em nghĩ là Chúa Giêsu có một cái trái tim rất là lớn để yêu thương vào tất cả mọi người. Chị hỏi chị Huyền Helen là chị có cảm nghĩ gì về lòng thương xót của Chúa thưa chị? Dạ, cảm ơn cha. Lòng thương xót của Chúa thật là bao la vô bờ. Và nhờ đó mà chúng con có thể được ở với Ngài. Nếu mà không thì chắc là cũng không có cứu vớt được. Tại vì con người có rất là nhiều lỗi phạm. Vâng. Cảm ơn chị rất là nhiều. Thì quý vị mà nhìn trong nhóm ngày hôm nay thì có một người phải nói là chắc rất là quen thuộc với chúng ta là chị Kim Thúy. Thì chị Kim Thúy là thường thường là đọc tin tức rồi làm MC và nói nhiều đọc tin tức về Chúa lắm. Thì em nghĩ là chị sẽ có một cái gì cảm nghĩ rất là đặc biệt về ngày lễ ngày hôm nay. Thưa chị có thể chia sẻ qua những gì mà chị đọc về Chúa hay là các câu chuyện về các thánh. Thì chị có cảm giác như thế nào thưa chị? Cha nói vậy làm con sợ cái câu trả lời của con, không biết có đúng ý không, nhưng mà thật sự với những gì con cảm nhận được thôi. Thì đến với lòng thương xót Chúa thì tâm hồn của chúng ta sẽ được trải rộng, giống như là một người cha đang chờ đợi vậy đó. Cho nên những cái gì đau khổ trong cuộc sống, những gì mà chúng ta gặp trong cuộc sống, thì khi con nhìn lên nghĩ về lòng thương xót Chúa thì mình có cảm giác mình được về với người cha của mình để mình có thể trải hết tấm lòng, chia sẻ hết tất cả, và Ngài luôn luôn đón nhận và nhận chìm mình ở trong lòng thương xót Chúa, cả những tội lỗi của chúng ta nữa. Và cái điều mà mình Ngài muốn là yêu thương, cho nên qua cái hình ảnh đó thì sẽ giúp cho con yêu thương được hết mọi người. Chị nói vậy em liên tưởng đến người con hoang đàng đó chị, khi mà người con đã tội lỗi mà phạm hết tội này tội kia, nhưng mà trở về thì người cha rất là yêu thương, vâng, và tha thứ mọi tội lỗi. Vậy giờ đây mời quý vị tiếp tục thưởng thức một bài hát rất là hay, Lòng Thương Xót Chúa, sáng tác nhạc của An Nguyên. Chúa đã yêu thương con người.
sinh nên giữ cho buồn và ban sự sống tuyệt vời. Lòng thương xót Chúa cao vời, ngàn muôn muôn cứu vẫn không vơi. Chúa đã yêu thương nhân loại đến nỗi trao ban cho con Ngài đền thay tôi lỗi. Kính thưa quý vị, lòng thương của kính thưa quý vị, lòng thương xót của Chúa theo chúng ta đến muôn đời. Và cái nhóm của chúng ta đó, em nghĩ là cái tên rất là hay, là Emmau, có nghĩa là chúng ta luôn luôn đồng hành với Chúa và nhìn nhận mọi người xung quanh. Vậy thì trong ngày hôm nay thì mời chị Ánh với anh Đạt có thể chia sẻ là trong đời sống của mình thì anh chị đã nhìn nhận hay là cảm nhận được cái tình thương của Chúa như thế nào. Em mời chị trước. Dạ vâng. Con thì con là người Tân Tòng, thành ra là đối với con á là khi mà đến được với Chúa, với Đức Mẹ là cái niềm vinh dự và niềm rất là hân hạnh đối với con. Thì cái chuyện mà con hay truyền, giống như là loan truyền về lòng thương xót Chúa đó, là việc là con hay có những người bạn không có đạo. Vì vậy mà con hay rủ đi lễ. Đi lễ với con, rồi con được ơn gì đó con hay truyền đạt với lại bạn bè con. Và cũng có một số người cũng thích lắm. Và họ sometime họ cũng đi với con tới Đức Mẹ Long Beach nè. Rồi đi những cái lễ đại lễ lòng Chúa thương xót. Thì con cảm nhận một cái điều rằng là đối với con á, lòng Chúa thương xót thì Chúa lúc nào cũng là thương xót và ban ơn cho con rất là nhiều. Wow, cảm ơn chị. Em thấy là cái niềm, cái joy, cái niềm vui mà chị chia sẻ ngày hôm nay. Cảm ơn chị rất là nhiều.
Mời anh Đạt chia sẻ một chút xíu. Dạ vâng. Dạ, khi con nghĩ tới lòng Chúa thương xót thì thứ nhất con nghĩ tới đi xưng tội. À, đúng rồi, vâng. Mỗi lần xưng tội xong người nó nhẹ, là nghĩ là niềm tin thì nghĩ là Chúa tha hết mọi tội lỗi thì thấy không có gì bằng. Và lòng thương xót của Chúa thì con nghĩ là giống như bài hát nói, nó từ bao đời rồi, những cái gì mình có cho ngày hôm nay cũng đều là từ lòng thương xót của Chúa. Thì con tin là như vậy. Vâng, cảm ơn anh, cảm ơn quý chị đã chia sẻ. Và khi mà chúng ta đồng hành với Chúa thì lúc nào chúng ta cũng sẽ chiến thắng. Cái bài hát này con giới thiệu nhưng mà không có tên tác giả ở đây. Bài hát có tên là Giêsu chiến thắng cho ta. Và có một câu đố gửi đến quý vị là khi mà quý vị nghe chương trình này, xem chương trình này xong, thử đố quý vị là ai là người tác giả cho bài hát này nhé. Và khi mà quý vị trả lời đúng sẽ có món quà gửi đến quý vị. Vậy giờ đây mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Giêsu chiến thắng cho ta. Một cái bài hát kết thúc chương trình rất là hay, Giêsu chiến thắng cho ta.
Chúa đã phục sinh để cho chúng ta sống an bình, thì với tâm tình này con xin được chia sẻ với tất cả quý vị là chúng ta hãy cố gắng sống yêu thương nhau, tha thứ cho nhau, và như vậy thì chúng ta sẽ sống an bình. Cảm ơn quý anh chị đến đây đã hát với nhóm, và hy vọng là quý anh chị sẽ trở lại trong tương lai nhé. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thì cái bài hát vừa rồi chúng ta nghe phải không? Không biết là bây giờ quý vị biết tác giả là ai chưa ạ? Đây, người tác giả là anh Đạt Vũ. Chúng ta cho Đạt Vũ một tràng pháo tay. Dạ vâng. Và một lần nữa cảm ơn quý anh chị đã đến đây để đồng hành với nhóm, và hy vọng là quý anh chị sẽ trở lại nhé. Vâng, và kính chào quý vị và kính chúc quý vị một ngày, một tuần được đầy tràn hồng ân của Thiên Chúa. Thank you and God bless. See you next time.